Ông Siêu, không thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là uốn tóc kiểu xe bát. Đây là thuốc Oxydon, thuốc số 1. Đây là thuốc số 2 các bạn đấy nhá. Thuốc số 1 và thuốc số 2, Oxydon. Thuốc này thì nó rất là tốt, để lâu tóc nó cũng không bị cháy. Mình dùng quen thuốc này đấy. Đây là trục màu xanh dành cho tóc dài một chút. Đây là trục màu hồng dành cho tóc dài vừa phải. Đây là trục màu tím mà dành cho tóc rơi vào khoảng độ 6-7 phân. Đây là trục màu xanh ngắn hơn trục màu tím. Đó, các bạn nhìn nhá, cứ cuốn khoảng độ 2 vòng, cuốn được 2 vòng là ổn. Cuốn khoảng độ 2 vòng trục, vòng dưới 2 vòng là ổn, là tóc nó bồng lên rất là đẹp. Còn đây là trục nhỏ hơn cả cái trục xanh đang uốn trên tóc của bạn kia, các bạn lưu ý nhá, dành cho tóc ngắn hơn. Còn đây là trục ngắn hơn nữa, đây là cái trục mà để cuốn tóc một rem nóc kiểu tóc châu Phi các bạn nha. Để bắt đầu uốn thì các bạn đổ thuốc số 1 ra cái bát, sau đó các bạn chải lên tóc, sau đó các bạn cuốn. Các bạn chải lên, các bạn bắt tép đúng như trong video nhá, sau đó các bạn dùng cái giấy cuốn này, các bạn cuốn vào như trong video. Rất là khó tả tại vì ở đây không phải là cầm tay chỉ việc. Các bạn xem video thì các bạn để ý tập trung vào video. Còn cái nhiệm vụ của mình là mình thuyết minh cho các bạn đến đâu, thuyết minh cho các bạn đến đó để các bạn dễ hiểu hơn về uốn tóc nam. Đấy, thì các bạn lấy một tép nhỏ như thế thôi, sau đó các bạn dùng giấy các bạn cuốn vào bên ngoài để cho nó dễ cuốn trục và nó ngấm thuốc cũng tốt hơn. Hiện tại của tóc bạn này thì cũng không dài lắm nên là mình dùng cái trục xanh. Trục xanh ở đây là trục nó nhỏ hơn, trục nó nhỏ hơn trục tím, nó dành cho tóc ngắn hơn của cái tóc mà cuốn được trục tím. Thì các bạn ưa áng là cuốn khoảng độ 2 vòng, cuốn được 2 vòng trục là cuốn được, là đẹp. Đấy, thuốc số 1. Đấy, các bạn chải đều lên tóc. Thuốc này thì nó dạng sệt nên các bạn yên tâm, thuốc dạng sệt chải nên nó sẽ không bị chảy xuống nên là nó rất là sạch sẽ. Còn nếu như các bạn dùng thuốc nước, thuốc trà thì các bạn bắt buộc phải cuốn một cái khăn ở trên chỗ vòng trán này này để cho hạn chế cái việc mà thuốc nó bị rơi xuống dưới. Thì mình quen dùng thuốc sệt. Đấy, các bạn nhìn nhá, cho trục vào. Xin phép mọi người, sau đây là hai nốt nhạc dành cho quảng cáo. Ngay bây giờ thì Tường sẽ nói về quý khách hàng làm đẹp bên Tường. Thì ở trên website thườngmớivừa.com của Tường đã có cái công cụ, cái tính năng đặt lịch cắt tóc ở trên đó. Thì mọi người có thể đặt lịch ở trên đó đến cắt tóc để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, mọi người không phải chờ đợi lâu. Và anh em, bạn bè, đồng nghiệp của Tường thân mến, trên website của Tường cũng có sản phẩm về tất cả các thứ liên quan đến đồ nghề cắt tóc nam, sản phẩm liên quan đến nghề tóc nam, thì anh em có thể tham khảo trên đó hoặc là anh em có thể đăng ký khóa học trên đó. Và trên Facebook thì có nhóm kín là Tường Mới Vừa Fan. Nhóm này là dành cho anh em đồng nghiệp, bạn bè đồng nghiệp của Tường vào đó để tham khảo về đồ nghề cũng như và giao lưu chia sẻ về nghề. Còn quý khách hàng làm đẹp của Tường thân mến, ở trên Facebook cũng có nhóm là Tường Mới Vừa 1992. Thì tất cả quý khách hàng có thể vào cái nhóm này, Tường sẽ chia sẻ mọi thông tin về tất cả kiểu tóc hay như là sản phẩm sử dụng chăm sóc cho tóc, chăm sóc cho râu và da mặt cũng như tất cả những gì liên quan đến làm đẹp tóc nam. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi Tường. Chúng ta cùng xem tiếp video nhé. Dùng bón sữa cuốn giữ lấy cái phần đuôi của cái tóc ấy, của cái giấy ấy, cho các bạn cuốn vào, xong bạn cho thun vào. Đó, cột thun vào. Tóc của bạn này thì rất là thẳng, lúc chưa cuốn rất là thẳng và mượt ấy. Và để kiểu sai bát, nếu mà như không cuốn thì hầu như là tóc thẳng như này nó khó vào nếp lắm. Nên là các bạn tư vấn cho khách của các bạn, nếu như khách của các bạn để kiểu sai bát mà tóc rất là mượt thì các bạn tư vấn cho khách của mình uốn bồng lên một chút thì nó sẽ đẹp hơn, rất là đẹp. Thì khi mà uốn tóc như này, nếu mà không cắt đây, ít cắt thì sẽ chơi được khoảng độ 2-4 tháng chúng ta lại phải cuốn lại. Đấy. Kiểu tóc sai bát của bạn này thì hơi để rủ xuống một chút. Rủ xuống là gì? Có nghĩa là rủ xuống là cái hai cái phần bên mái ấy, là nó hơi ôm về phía trán, chứ không phải là sai bát mình vuốt hết lên. Cũng có một số bạn để sai bát là vuốt hết lên ra phía ôm ra hai bên sai. Nhưng mà kiểu sai bát của bạn này là để hơi rủ bồng tự nhiên một chút, nên là mình sẽ uốn cụp tóc xuống các bạn nhé.
Còn nếu như mà ai mà để sai mắt vút lên thì chúng ta sẽ vụ cuốn chéo lên phía trên đó. Đây là trục xanh các bạn nhé. Đoạn nào tóc dài hơn thì bắt buộc phải dùng trục tím các bạn nhé. Đấy, thun này, buộc vô này. Đó, rất là nhiều anh em yêu cầu mình hướng dẫn về kiểu này nên là hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Đó, các bạn nhìn đấy, cuốn giấy vào này, xong đó ngón trỏ, ngón cái cuốn nó lên. Tại vì khi mà có giấy ấy, là thuốc nó ngấm vào giấy, nó được lâu và cái giấy nó sẽ cuốn, dễ cuốn vào trục hơn. Nếu như chúng ta không cho giấy vào, tóc nó cuốn vào trục nó sẽ bị trượt hết. Đó, bắt buộc đây, bên phía bên mái bên này thì bên này là bên 7, size bát là 73 mà, thì phía mái bên này đã cuốn xong rồi. Bây giờ sang bên này các bạn nhá, các bạn trải thuốc đều lên. Đấy, trải thuốc đều lên cho các bạn cuốn vào. Anh em thì đang làm việc rất là hăng say. Hiện tại thì đang có dịch thì anh em nhớ đeo khẩu trang vào nhá. Đấy, trải thuốc lên. Có nghĩa là kiểu tóc sai bát thì chúng ta phải chia ra là 73, sau đó chúng ta cuốn chéo bên 3 ra bên 3 và bên 7 ra bên 7 mà cuốn cục tóc xuống. Đây là sai bát rủ. Còn phía sau này tóc cũng, đoạn này cũng hơi bị dài một chút. Đó, chúng ta vẫn phải cuốn lên để nó tạo cái độ bồng cho tóc. Bắt đầu cho giấy vào, gấp giấy vào, gấp giấy hai bên vào, rồi kéo xuống phía dưới để cho nó không bị thừa cái phần tóc ra. Dùng ngón trỏ và ngón giữa cuốn tóc lên, sau đó cho tun vào. Đó, rất là chi tiết luôn. Ngày trước mà mình mới bắt đầu mà bước vào nghề ấy, mình cũng tìm hiểu về những cái kiểu cuốn tóc này, hầu như ở trên YouTube ít ai chia sẻ lắm. Nên là hôm nay mình sẽ cố gắng chia sẻ để cho những anh em chưa biết, để anh em hiểu rõ nhất. Cũng có thể là nhiều người muốn chia sẻ nhưng mà người ta không có ý tưởng để người ta quay lại cái quá trình làm để cho các bạn xem. Đó, nên là hôm nay mình sẽ quay lại chi tiết để cho anh em xem. Đó, các bạn trải thuốc vào nhá. Trải thuốc trước và thải thuốc sau cũng được. Nếu như các bạn mà cuốn chậm, các bạn mới thì các bạn có thể là bắt mảng tóc đến đâu các bạn uốn thuốc đến đó, các bạn trải thuốc uốn số 1 đến đó. Còn nếu như các bạn cuốn nhanh thì các bạn trải thuốc cả đầu luôn, cho các bạn cuốn nó rất là nhanh. Đó, tất cả thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Đấy, uốn tóc nam này thì rất là nhanh. Một số bạn mà làm tốt các bạn cuốn trong vòng 15 phút là xong rồi, 10-15 phút. Tại vì tóc nam nó cũng ít, nó cũng không cuốn nhiều. Đó, anh em đang làm việc rất là hăng say. Mình đã uốn xong rồi, bây giờ đội cái mũ này vào cho nó sạch. Sau khoảng độ 3-40 phút các bạn cho thuốc số 2 vào các bạn nhé. Sau khoảng 3-40 phút để cho thuốc số 2 vào để định hình. Khi mà tra thuốc số 2 ấy, thì các bạn nên cho vào một cái chai mà có cái đầu xịt như thế này thì nó rất là tiện. Đó, các bạn châm thuốc số 2. Thuốc số 2 là thuốc nước các bạn nhé. Thuốc số 2 là dạng nước. Nên là chúng ta phải cho khách nằm ra bàn gội để tránh nó rớt xuống người. Đó, ok. Những khách hàng mà có chất tóc mỏng thì nên uốn. Đấy, những khách hàng mà có chất tóc mỏng thì nên uốn lên, bồng rất là đẹp. Đây là thuốc số 2. Đó, thuốc số 2 là mình vừa lấy, mình tra cho bạn khách đấy. Anh em nhìn kỹ nhé, thuốc số 1, thuốc số 2. Đó, xong rồi. Tra thuốc số 2 sau khoảng độ 15 phút mình xả tóc cho khách các bạn nhé. Tháo trục xả tóc cho khách. Khi mà tra thuốc số 2 xong thì các bạn để khoảng 15 phút. Sau đó các bạn tháo trục, các bạn xả tóc cho khách. Xoăn bồng rất là đẹp.
nếu như tóc của bạn khách này mà không uốn lên thì nhìn nó rất là thẳng, nhìn nó không bồng ấy, nó cứ bị xẹp xẹp ấy, nhìn nó không đẹp. Uốn lên cái nhìn bồng đẹp luôn. Riêng đối với tóc nam các bạn ạ, tóc nam thì không sao hết, các bạn xả xong các bạn có thể sử dụng một chút dầu gội cho nó sạch cũng được, không sao, một chút thôi cho nó sạch, không việc gì, không vấn đề gì đâu. Sau đó các bạn dùng dầu xả nhiều lên là được, tại vì khi mà chúng ta uốn tóc hay là nhuộm tóc thì nó cũng là hóa chất, nên là tóc chúng ta có thể hơi yếu đi một chút, hơi hư tổn một chút thì chúng ta cho dầu xả vào. Đây là mình đã cho dầu xả rồi đó, các bạn cho dầu xả vào để dưỡng tóc và tóc nó cũng mượt hơn, nó mềm hơn đó. Đàn ông mà tóc hơi yếu, hơi sơ sơ một chút không sao, càng dễ tạo kiểu. Đấy là quan điểm của mình nghĩ thế đó. Xả sạch. Vừa rồi thì mình cũng vừa quay một cái quá trình uốn tóc từ đầu đến cuối kiểu tóc xoay bát các bạn. Nếu như mà các bạn có thắc mắc chỗ nào thì các bạn cứ comment phía dưới video này. Đấy, các bạn cứ comment phía dưới video này, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Và những khách hàng của Tường thân mến, các bạn vào cái nhóm của Tường là Tường Baber 1992 khách hàng nha, khách hàng cắt tóc ấy, các bạn vào nhóm đó, tham gia vào nhóm đó. Và nếu như các bạn có tóc dài, tóc đẹp kiểu tóc của các bạn, các bạn có thể liên hệ với mình để mình cắt tóc cho các bạn, mình quay video cho tất cả mọi người ở đây cùng xem. Thì bây giờ đã cuốn xong kiểu tóc này rồi, đây là kiểu tóc xoay bát, bồng lên rất là đẹp. Bây giờ chúng ta chia trải ngôi ra xong chúng ta phải sấy lại đó. Các bạn nhớ sấy lại nhé, khi chúng ta sấy lên thì nó sẽ rỗi rỗi ra một chút nữa thì rất là đẹp, nó chỉ còn độ bồng thôi đó. Đấy, sau khi cuốn xong tóc bồng thì rất là đẹp, mà các bạn nhìn lúc ban đầu ấy, thì tóc nó rất là mượt. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Tường nhá. Và nếu như các bạn muốn làm clip gì tiếp theo thì hãy comment phía dưới, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại.